này bà đỡ mối thì vui vậy. Chảy nước miếng. Ôi ngọt lắm mà. Ba ăn chua còn Nét ăn ngọt hả? Ừ, Nét thì chấm đường thôi mà, còn ba nó ăn chanh. Ngọc ăn vô con. Rồi nó bỏ này, con nó nhai vô rồi nó chua nó bỏ này. Chua. Ăn cái thằng kỳ. Có ăn ngọt á. Nướng không ăn được. Nét cừ mẹ nè. Nét. Nét. À, chấm cái đường chanh kìa. Ừ. Nhai giỏi luôn. Rồi hết. Miếng cuối cùng ơi. Nhai luôn. Cho Nét ăn miếng cuối cùng đi ba. Coi cho đưa miếng. Nét đeo xuống kìa. Đi ra cho hai cho uống nước đây Nét. Rồi ba ăn miếng cuối cùng cho mau nè. Quay mình chảy nước miếng theo luôn á trời.